Kính chào quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Trọng xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị biết Trọng đang đứng đâu không? Như Trọng nói ở cái clip trước thì sáng hôm nay cái việc đầu tiên Trọng làm là dọn dẹp cái hồ này và xả cho mấy bé một cái lượng nước mới đợt này nè. Và sáng giờ Trọng lo, Trọng xả rồi cái Trọng vô Trọng làm việc á, để chuyển khoản cho các cái mảnh đời gấp để cho họ có cái tiền để họ đi mua thức ăn để dự trữ. Lâu quá nên là cái nước nó hơi lố so với dự định. Nói chung là cái nước mà để dành mấy bé nó chơi hàng ngày như thế này á thì như gì thì nó bị hơi nhiều, hơi phí. Hồi sáng giờ Trọng quên, nó giờ thành 3-4 mét khối nước rồi, nhiều lắm luôn á. Cái này là mình tắm được luôn á quý vị. Thì như ở trước thì Trọng như ở cái clip trước thì Trọng có thông báo đến toàn thể quý vị là rất là may mắn khi ngày mai nữa thì mình sẽ thực hiện cái lệnh cấm là nhà ai nấy ở. Nói chung là đại khái là cái lệnh nó là như vậy. Thì tình hình của các trạm thì mọi người cũng biết rồi, nó đi nói lại hoài cái điệp khúc nói là khó khăn thì nó không phải, nhưng mà phải nói là gì, khi mà đi lại nó khó khăn như vậy thì thức ăn mình bắt buộc là mình phải mua để dự trữ. Thì trước tình hình đó thì Trọng vô cùng biết ơn chị Lan Quỳnh đã có điện thoại cho Trọng để nhờ Trọng để hỗ trợ cho chính cái mảnh đời. Mà chính cái mảnh đời này nó thật chứ quý vị là do Trọng đề cử trong cái chớp mắt thôi. Nếu mà nó có thiếu sót gì đó thì Trọng sẽ đích thân mình bỏ cái tiền mình ra để thêm. Chứ còn chính trường hợp này là trong khi chị Lan Quỳnh điện thì Trọng nhớ đến đâu là chị đọc là chị ok. Thì sau đó thì kênh Anh Tình Vlog có gửi thêm cho Trọng là 5 triệu nữa để hỗ trợ các cái trạm, các mảnh đời. Thì Trọng đã dùng cái tiền của chị Lan Quỳnh và cái chỗ Anh Tình Vlog á, khi có cái mảnh đời nào mà nuôi nhiều chó hơn trạm thì Trọng sẽ gửi $50, là có nghĩa là 1.150.000. Đó là cái số tiền có là bên chị Lan Quỳnh. Còn ở chỗ nào mà nó hơi đỡ hơn, hoặc là nuôi chó ít hơn, hoặc là một cái cá nhân thì Trọng sẽ gửi là 1 triệu. Thì 1 triệu đó là bên phần của Anh Tình Vlog. Thì trong buổi sáng hôm nay thì Trọng đã chuyển để coi bao nhiêu người rồi mọi người. Tổng cộng là trước mắt là Trọng, cái khoảng hôm qua Trọng báo cho mọi người là 14 trường hợp. Đây là lần đầu tiên mà Trọng cầm giấy luôn mọi người, tại nhiều quá mình không thể nào mà mình lấy được. Để coi 1, 2, 3. Hiện nay là còn lại là 3 trường hợp là Trọng chưa có chuyển thôi. Thứ nhất là cô 10 mèo ở gần nhà Trọng nè. Thì cô 10 này thì đợi tới cái ngày Trọng đi chợ rồi Trọng lách qua. Tại vì trong cô ở gần Trọng nhưng mà cô ở cái ấp khác, nó hơi khó. Thì hiện tại thì Trọng không có qua được, nên là cô thì cô không có số tài khoản gì đâu mà gần mình mà. Thì nên là cần thiết thì Trọng khi ngày Trọng đi chợ á, Trọng ré lẹ ghẻ vô cái đường, nó chạy thẳng vô nhà cô một cái đưa cho cô. Thì như những trường hợp như cô rồi thì sẽ hỗ trợ là 1 triệu đó. Với chị Út Long An thì Trọng có số rồi, nhưng mà sáng nay thì chị không có gọi. Tại vì chị Út Long An Trọng mới chuyển thôi, tạm thời Trọng cứ gọi gửi sau, hoặc là Trọng tạm thời Trọng giữ đây để hôm nào mà rảnh á thì xuống thăm chị. Tại vì mọi người cũng biết mà, chị thì cũng khó khăn rồi, kiểu mà nó cũng khờ khờ á, mình gửi hoài thì nó cũng mấy cái phần này Trọng giữ giùm chị. Đây 1 triệu Trọng lưu vào cái danh bạ rồi. Cô Mai vé số thì hiện tại thì Trọng chưa liên hệ được, là cái máy điện thoại lúc Trọng bị hư rồi, máy kia Trọng hư rồi mà lưu không có, Trọng tìm lại không gặp. Thì Trọng cũng kêu gọi cô Mai có gọi có gặp á thì gọi cho Trọng. Rồi còn tất cả là Trọng đã chuyển hết rồi. Ví dụ như là hôm nay nè, mọi người nhìn một cái danh sách nó dài thòn như thế này, là cô Chính bán rau. Rồi cô Chính bán gao nè, những người quen trước nè, cô Chính bán gao nè. Rồi Tuấn xe ôm nè, Phương cá cha nè, người Giang Hà nè, Ti Ti nè, Trạm Loan nè, Trạm Hà Chi nè, người Trạm ở Long Khánh nè, là xong chuyển hết rồi. Rồi có những cái trường hợp mới mà chưa lên sóng, mọi người sẽ thấy sớm thôi. Cái đó là ví dụ như ở Nha Trang thì mọi người thấy rồi ha. Nha Trang thì nhiều nhất, hôm nay là nhiều nhất Nha Trang 2 triệu mấy. Tại vì có cái phần đóng góp riêng của Trọng, rồi riêng của anh Duy vô nữa. Tại vì thấy bé nó thì tội nghiệp.
Rồi có hai vợ chồng của cô chú tên là Hậu, già mà nuôi chó mèo, mà rồi xưa cũng buôn bán lóc cóc lan can nuôi, rồi cứu chó cứu gà cứu mèo gì tùm lum luôn, nhiều con lắm, rồi chim chóc gì từ lưa hết. Thì bây giờ thì cô chú cũng đang khổ thì chồng có hỗ trợ rồi, chuyển rồi luôn, chuyển rồi. À chồng gì chuyển đi nhiêu, à chỉ số 1, à là 1 triệu, là chuyển trong cái gói 1 triệu, nhưng mà chưa lên sóng thì từ từ mọi người sẽ biết. Rồi như giống như là để có ai nữa, à với một cái cô gái có gửi clip rồi, thì một chút xíu nữa trọng cho mọi người xem. Một cái cô gái làm công nhân rồi xong mình nuôi chó nuôi mèo, mọi người nuôi chó nuôi mèo, mà không phải là nuôi chó nuôi mèo mà cứu một số em mèo thôi, rất là ít thôi, nhưng mà quan trọng là em ấy là bị ở trong cái cách ly lâu quá rồi không còn tiền ăn nữa. Trước đây thì tháng trước luôn thì cô Tâm là mẹ Tâm á, ở Hà Nội cũng là một cái trạm cứu hộ chó, thì mẹ Tâm cứu được có hỗ trợ cho mấy lần, nhưng mà dù sao thì có nghĩa là bị đóng băng á, mọi người không làm được. Thì giờ người chồng cũng có hỗ trợ, à đây cũng là số 1 hả, không phải, đây số mấy, à 1 triệu, là 1 triệu, có nghĩa là những trường hợp lẻ thì chồng sử dụng 1 triệu bên 5 triệu của anh Tình Vlog, còn những cái trường hợp nào nó hơi nhiều thì chồng, ai mà nhận được cái gói 1 triệu 150 ngàn đó là có phần của bên chị Lan Quỳnh hỗ trợ để mua thức ăn, mua này kia. Còn ai nhận được 1 triệu là có nghĩa là sẽ bên cái phần của anh Tình Vlog. Còn ai mà nhận hơn số đó thì đó là cái phần của trọng đắp vô. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì trong một buổi sáng thì trọng đã gấp rút làm xong cái việc hôm qua trọng hứa với mọi người là chuyển khoản cho 14 trường hợp này. Tất nhiên bây giờ còn trong đây 3 trường hợp trọng chưa có chuyển khoản, 1 trường hợp là trọng giữ lại để hôm nào chuyển, tại vì trọng mới chuyển đây, trọng biết còn tiền. 1 trường hợp là không liên lạc được, 1 trường hợp gần nhà đợi ngày đi chợ. Thì còn là 11 trường hợp khác thì đã nhận tiền xong hết rồi. Và họ cũng có một số người họ biết quay phim, họ có máy thì họ sẽ gửi clip lại cho trọng để cảm ơn mà Mạnh Thường Quân, thì để cũng để cho mọi người biết cái tình trạng họ bây giờ. Và thì bây giờ á, thì trọng cũng xin out video, cũng như là mời quý vị xem những cái video mà những cái trạm, những cái hộ gia đình đã nhận được tiền cứu trợ, họ gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Bây giờ mọi người cùng xem nhé. Bye bye tất cả mọi người. Và hôm nay trọng cái clip này á, trọng thấy mình rất là vui và rất là hạnh phúc luôn, vì trong ngày hôm nay mình làm được là khá là nhiều điều. Bye bye tất cả mọi người nha. Nhớ xem hết clip hay ao nha. Trọng bye bye thôi chứ mọi người nhớ xem hết video hay ao. Bye. Rồi cảnh nhà của chị Hằng, vợ chồng chị Hằng. Giờ nuôi 10 chó, hơn 10 chó với hơn 10 mèo. Hai cầm già rồi, hai cầm anh chị nè. Giờ tới giờ cơm mời ăn ngày 2 tuần. Ông mấy con. Hơn 10 mèo, một chó nữa. Rồi ra quay cái quán đó hơn. Gà cũng không bán, không ăn được. Rồi chó, mèo, ta mang tới nuôi. Rồi đem tới nhiều lắm. Vậy đó. Rồi đem tới rồi buộc phải nuôi chứ đâu có bỏ được. Đuối sức rồi, nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm. Rồi, xong quay. Mặt già đi.
già chịu già chứ giờ già sao trẻ được nè. Chị Hằng bây giờ cái quán này nào nay bao nhiêu tháng nay nè, nuôi hơn 10 chó với hơn 10 mèo, quán này cũng hư rồi. Thì hơn 2 tháng, cả 2 tháng, gần 2 tháng chứ cũng rào luôn rồi, giờ nước cấm đâu cho buôn bán gì. Mình thấy hai chồng giờ cũng lớn tuổi rồi, hai chồng anh chị cũng lớn tuổi rồi, vất vả lắm. Chó mèo người ta đem tới liên tục, cái tình thương thì chỉ phải nuôi thôi chứ đâu có bỏ đâu được. Giờ nhờ Mạnh Thường Quân cứu giúp giùm, cũng có nhận được 50 đô. Mạnh Thường Quân chị cũng xin cảm ơn. Giờ để chị cảm ơn. Giờ thôi cảm ơn Mạnh Thường Quân, tôi cũng mới nhờ chồng hỗ trợ đó thì tôi mới nhận được 50 đô của Mạnh Thường Quân giúp tôi, thì không biết nói gì, giờ mừng quá. Giờ chỉ biết cảm ơn người thôi chứ giờ cũng không biết nói gì nữa. Mừng quá. Mừng quá rồi. Không dài sắp chết đói rồi. Giờ này cho được gì mừng nấy, cho một hai gói mì cũng mừng nữa. Hơn hai cả hai tháng nay rồi có làm được bạc nào đâu. Ký gạo nào cũng mừng ký gạo đó, chứ giờ sắp chết đói hết. Nguyên cả xóm luôn á chứ, không ai gì giúp. Nguyên cái xóm này có ai nhận được cái gì đâu. Hết người nào cũng khổ tả tơi hết. Để chỗ khác có được không? Chó mèo gà dịch gì đem tới bỏ nuôi rồi phải nhịn cho nó ăn. Xin chào Trọng, xin chào anh Trọng, xin chào anh Di, xin chào tất cả anh Đường Quân. Mình là Hương Cái Cha đây. Mình cũng vừa nhận được số tiền 1.150.000 của anh Trọng gửi qua để hỗ trợ cho trạm của mình. Và cái tiền đó là của chị Lan Quỳnh gửi cho chính cái trạm á. Thì đây mình cũng mới vừa nhận. Mình xin cảm ơn chị Lan Quỳnh, cảm ơn anh Trọng đã hỗ trợ kịp thời cho trạm của mình để có tiền để mua gạo và thức ăn để duy trì cho mấy bé trong cái đợt lệnh cấm thế này. Thì Hương cũng xin cảm ơn anh Trọng, cảm ơn chị Lan Quỳnh, cảm ơn các chị Mạnh Thường Quân rất nhiều ạ. Đó là mấy cái phần thức ăn của mấy bé trong mùa dịch này. Tôi xin cảm ơn anh Trọng, cảm ơn chị Lan Quỳnh rất nhiều đã hỗ trợ kịp thời cho trạm của Phương để có tiền để mua gạo, mua thêm thực phẩm cho mấy bé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là bí quan bộ của em nha mọi người. Cảm ơn anh Duy và anh Trọng rất là nhiều, em đã nhận số tiền là được 2.050.000, 2.150.000. Các tiền đã mua đồ cho bé vào mùa ăn nha. Rất là thương, cảm ơn anh Duy và anh Trọng nhiều để yêu thương các bé, ủng hộ, gửi lời thăm các Mạnh Thường Quân, các anh chị em Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bé vào mùa có tiền để chữa trị mắt nha. Anh mình đi về. Em đi lên núi nha mọi người, nhà em trên cái đồi núi này đó. Mà mình cắt một để đừng có lắc đó. Em lên núi nha mọi người, lên núi khổ lắm. Đây em đi dẹo một vòng. Meo 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 meo. Đó, nó kêu mèo chó ở bên kia em hết nha mọi người. Hiểm vậy. Pi 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 pi. Thôi em nghỉ nữa. Chuẩn bị tao chờ ăn rồi nè. Đây đây coi.
ơi, tập hợp ăn nha. Đây là bí vàng mù nè. Đây em để tới nhà rồi nha mọi người. Đó, nhà em rất là khó khăn ở trên núi nha mọi người. Đó. Em cũng cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho các tí mồ côi lang thang. Rất là cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha mọi người. Chị Phượng nghe này, Trọng ơi, hôm nay chị Phượng nhận đủ 5 bao hạt, còn lại đó là 10 bao tất cả đó. Nên là chị không được vào trạm, nên là chị phải đứng ở bên ngoài cổng á. Có gì chị xin gửi lời cảm ơn đến mọi cộng đồng và mọi người yêu thương các bé đó. Hôm nay thực sự ra là Phượng cũng xin cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức với bên trạm để vượt qua những ngày cách ly như vậy á. Lòng mình rất là cảm phục á, cảm ơn mọi người chứ hết á, xin mọi người hiểu cho mình á và chung tay giúp đỡ cho trạm á có miếng ăn cho các bé. Phượng cũng xin cảm ơn mọi người và các mạnh thường quân đã chung tay và cảm ơn Trọng rất nhiều đã giúp đỡ cho trạm để kêu gọi cộng đồng để hỗ trợ giúp cho các bé có miếng ăn. Bên nhà trạm Phượng đã nhận đủ 10 bao hạt rồi. Tôi xin cảm ơn nhiều và xin chào mọi người. Xin chào mọi người, chào anh Ngọc Trọng. Em là Thúy, trạm Ti Ti ở Củ Chi. Em vừa mới nhận được 1 triệu tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân gửi cho các bé nhà em. Hiện tại là Happy House của Ti là đang chăm sóc 170 bé cuốn bị bỏ rơi. Ti rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã nhớ đến các bé ở đây và hỗ trợ cho các bé tiền mua gạo trong cái mùa dịch Covid khó khăn này. Ti thay mặt các bé chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Em cảm ơn anh Trọng, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cứu cho trẻ con ơi. Con đang ở Bình Dương, bây giờ dịch phong tỏa hết, không có đi đâu được, cũng không có tiền, nghỉ mấy tháng này không có tiền để lo cho tụi nhỏ. Nên là mong Mạnh Thường Quân giúp con qua giai đoạn khó khăn này để con nuôi tụi nhỏ, xong rồi gửi tụi nhỏ lên mái ấm. Ở đây là nhà trọ người ta nên là người ta không có cho nuôi. Nên là con chỉ nuôi trộm người ta thôi, không cho người ta biết. Nên người ta biết là sợ người ta đuổi cả người thuê, cả mèo đi. Nên là tụi nhỏ nhìn tội lắm. Nên là mong giúp đỡ con với. Con mang ơn rất nhiều luôn á. Bây giờ tụi nhỏ không có gì để ăn. Bây giờ, con hết sức rồi. Không nuôi nổi, không lo nổi. Bé này đang bầu.